Hello mấy chị em nha. Thì tiếp theo em sẽ giới thiệu và nói công dụng từng sản phẩm cho mấy chị em nhà mình. Tại vì hồi đó giờ mấy chị xài kem mà mấy chị thấy người ta bán trên mạng combo, hoặc khi mà người ta trộn mấy chị không có hiểu là trộn cái đó là cái gì, cái đó là cái gì, cái này là cái gì, cái kia là cái gì. Mấy chị em nhà mình không hiểu công dụng của từng sản phẩm và không hiểu nó như thế nào. Thì hôm nay em sẽ nói từng công dụng sản phẩm cho mấy chị em nhà mình để mấy chị em nhà mình hiểu rõ hơn về cái kem trộn, để mình sử dụng mình an tâm, mình không có sợ mình bỏ cái đó vô không biết có sao không, hoặc cái này là cái công dụng gì. Khi mà người ta bán mấy chị, người ta không có giải thích cho mấy chị nghe cái công dụng là cái gì hết mấy chị ơi, tại vì người ta không có ở không để mà giải đáp mấy cái thắc mắc đó cho chị em nhà mình. Nên là em sẽ làm cái clip này để giải thích và nói cho mấy chị em công dụng của từng sản phẩm, để khi mấy chị em nhà mình bán hoặc là mấy chị em nhà mình muốn xài, mình hiểu được sản phẩm, mình có thể tư vấn cho khách được, hoặc là mấy chị em nhà mình tự phối công thức được luôn. Mình thích cái gì mình phối cái đó vô, mình thích cái gì mình phối cái đó vô, nào nó an toàn thì mình lụm, an toàn mình lụm mình để vô, không cần phải phụ thuộc vào em phối cho mấy chị, hoặc không cần phải xin công thức em mấy chị đó. Nên là em giải thích cho mấy chị hiểu để mấy chị tự phối luôn, mai mốt là mấy chị tự bán được luôn, mấy chị ra mấy chị bán nguyên liệu được luôn, mấy chị ra tự bán được luôn, tự phối công thức cho khách được luôn, uchu cha, tự phối tự bán công thức được luôn ha mấy chị em ha. Đó, nói chung là nó cũng trộn thì mình xài cái gì mình cũng phải hiểu nguyên nhân và lý do thì mình mới xài được mấy chị, tại có nhiều chị xài mà không biết sử dụng cái gì hết trơn. Giống như em thấy trên thị trường bây giờ nó đang hot cái vụ Bạch Ngọc Liên này mấy chị, có anh chị bà phót cái nó lên lên xu hướng, nhưng mà hồi đó giờ mấy chị á xài á, mấy chị sử dụng combo mấy chị đâu có thấy ai bỏ cái này đâu đúng không, không có thấy ai bỏ cái này đúng không mấy chị, không có thấy ai bỏ cái này, ít lắm, không có thấy người nào bỏ. Mà từ khi em sử dụng cái này á, em quay trên mạng á, từ khi mà em sử dụng cái hai cái thằng này á, thì em thấy ai cũng bỏ vô hết trơn á, combo nào người ta cũng bỏ, giống như là theo cái trend vậy đó mấy chị, theo cái trend vậy đó. Cái Bạch Ngọc Liên này cũng vậy luôn mấy chị, hồi xưa giờ nó ra rất là lâu rồi, nhưng mà tại vì cái giá hành nó cao, giá hành nó cao với lại cái chất nó hơi khô, nó tẩy mạnh nên là ít ai sử dụng nó. Khi mà người ta xài, người ta nói cái công dụng nó, cái tự động ai cũng ồ ồ ồ ạt vô sử dụng nó mấy chị, ồ ạt vô sử dụng nó. Nhưng mà phải tùy vào loại da, tùy vào loại da mấy chị nha. Để em chỉnh cái màn hình tí xíu lại cho nó thấy cái mặt em rõ hơn xíu, để em giải thích cho mấy chị em nhà mình ha. Thì ai thấy cái gì hot thì người ta nhảy vô người ta sử dụng mấy chị, ai thấy cái gì hot cái gì hay thì mình giống như em đi, em đi vòng vòng em thấy cái gì hot cái gì hay thì em sẽ lụm lặt đem về để mà kết hợp với công thức của mình, để cho nó càng ngày nó càng cải tiến hơn, càng hay hơn để gửi tới mấy chị. Đó là mình đi học hỏi người khác, cho nên là bởi vì trên cái trong cái cuộc sống này á, không ai giỏi hoàn toàn hết mấy chị, bởi vì mình không có chê ai hoặc mình không có khen ai hết, không ai giỏi hoàn toàn hết. Bản thân em cũng phải đi học người khác, nhằm cái em không hiểu em cũng phải đi học về ha, rồi em biết em chia sẻ lại cho mấy chị, em hiểu thì em chia sẻ lại cho mấy chị đó. Thì chị em nhà mình thấy em chia sẻ hay thì chị em nhà mình vào xem, còn nếu như mà mấy chị em thấy em nói không đúng thì mấy chị em cũng bỏ qua nha, theo cái cách suy nghĩ của em thôi mấy chị, theo cái cách suy nghĩ và cái cách sử dụng sản phẩm thì em chia sẻ lại cho mấy chị em nhà mình ha, mấy chị em nhà mình tham khảo. Còn mấy chị em nhà mình thấy giống như nó không đúng không hay thì mình lướt bỏ qua ha. Nói chung là để tránh đụng chạm tới nghề nghiệp chứ đụng chạm tới những người khác, trong khi người ta giấu này kia các kiểu đó. Em thì không phải là giấu hay gì, nhưng mà tại vì em không có thời gian để chia sẻ cho mấy chị, thì hôm nay nói chung là cũng rảnh rỗi để chia sẻ cho mấy chị em nhà mình nha. Đó, bây giờ em sẽ nói công dụng từng sản phẩm cho mấy chị em. Mấy chị em hỏi kem này, kem giống như kem này là kem Z xăm đỏ, kem này là kem Emon ha, Z xăm đỏ nè, kem Emon nè, kem White. Đã tiếp theo em sử dụng thêm một số sản phẩm nữa nè, gì nói lại nha, nói lại nha mấy chị, tự nhiên đứng lên lấy sản phẩm cái thiếu nó quên này. Gì Emon nè, xù nè ha, rồi cô gái Nhật nè, rồi vết vàng nè, vết xăm nè, vết xăm đỏ nè, rồi kem bóp nè, kem quan nè, kem BC nè, rồi xăm cô tiên nè, rồi ac thái nè, kem ac thái nè, rồi kem xăm vàng nè, rồi kem xăm hồng lựu nè. Nói chung tất cả những cái dòng này á, nó là kem phôi để sức mặt ngày xưa. Đó là dòng kem phôi để sức mặt ngày xưa.
là kem cốt thái. Khi mà mấy chị pha trộn á, thì mấy chị để cái kem phôi này nhiều á, thì nó là cái công dụng nó tốt với chị, nó là cái kem phôi sức mặt tốt. Rồi mình kèm theo 1-2-3 hộp tẩy di để cho nó nâng tông cái kem thôi. Tại vì bình thường mình xức cái kem này không á, thì nó trắng, bản chất hàng thái là nó rất là trắng rồi mấy chị. Nhưng mà mình dưỡng nó hơi lâu, đôi khi cái da tay, da chân của mình nó già thì mình dưỡng nó lâu mấy chị. Mình dưỡng nó rất là lâu, cho nên khi mà em phối combo em hay kêu mấy chị thêm mấy cái tẩy này nè. Một, nếu mà chị em nào thích an toàn á, thì mình thêm 1 tới 2 hộp này thôi, để cho nó kích thích nhẹ cái độ nâng tông trong kem, kích thích nhẹ nhẹ nâng tông. Còn mấy chị em nào mà da đen thiệt là đen á, mà muốn tẩy nhiều thì mấy chị thêm nhiều tẩy vô cho em. Mấy cái dòng tẩy á là cái gì, để em sẽ giới thiệu, từ từ em giới thiệu cho mấy chị ha. Mấy chị thêm tẩy vô để cho nó nâng tông cái kem mình lên, nâng tông cái độ trắng lên. Da đen thì bỏ tẩy nhiều nhưng mà bỏ cái mức độ vừa phải thôi, bỏ nhiều quá tẩy nó sẽ làm lột da với mình, đi nắng nó sẽ bị nắng ăn mấy chị, đi nắng nó sẽ bị nắng ăn, cho nên là mình bỏ ít thôi ha, bỏ ít vừa để nó nâng tông cái da của mình lên thôi mấy chị. Đó đó là cái tẩy nó là như vậy. Còn tất cả mà em mới nói với mấy chị á, đó là cái kem phôi mình sức mặt ngày xưa, cho nên nó rất là an toàn, nên mấy chị đừng có sợ. Đó, khi mà mấy chị sử dụng mấy cái kem phôi này á, là mình sử dụng hàng Thái á, là nó an toàn, nó chất lượng. Còn mình mua hàng Việt á, nó cũng vậy thôi, công ty Việt Nam mình sản xuất ở đây nó nhái hàng. Nó nhái hàng thì diễn viên cái chất lượng nó sẽ giảm 50%. Nó sẽ không tốt và không trắng bằng hàng Thái. Với lại á, là nó sẽ giảm cái giá thành xuống. Thay vì cái hàng Việt Nam mấy chị mua có 6.000, 5.000 một hộp, nhưng hàng Thái mấy chị mua tới mười mấy ngàn một hộp mấy chị. Đó thì mấy chị so sánh cái chất lượng là mấy chị biết, so với cái giá tiền thì tiền nào của đó mấy chị, tiền nào của đó thì cái chất lượng là mấy chị biết. Còn mà trong mấy cái dòng phôi kem sức mặt chỉ có hai hàng này là hàng Việt Nam nè. Đây là hai cái hàng này là hàng Việt Nam nha. Cái hàng bông hồng đỏ em thường hay nói là Rosy á, cái kem này hồi xưa em nói mà lúc em mới lớn em xài là cái kem này nè mấy chị. Cái kem Rosy, có người gọi là Rosy, có người gọi là bông hồng đỏ, nhưng mà hồi xưa em không có sử dụng cái hộp này mà em sử dụng cái loại ống. Cái loại ống nó tròn, nó y hệt gì nhưng mà nó loại ống nó tròn. Hồi xưa là 14.000 một ống, bây giờ thì không biết, bây giờ chắc nó lên giá khoảng hai mươi mấy 30 gì đó, tùy tùy nha mấy chị nha, giờ không biết được. Còn cái hộp này không thì đã mười mấy ngàn rồi ha. Hai cái loại này trong cái phôi kem sức mặt á, khi mà mấy chị mua hai cái loại này nó là hàng Việt chứ không phải hàng Thái nha. Em nói trước cho mấy chị em nhà mình hiểu, để nhằm khi có nhiều chị em nói ủa sao em nói hàng Thái, sao hai cái loại này chết ra hàng Việt. Hai cái này là công ty Việt Nam ở đây, nó không có hàng Thái mấy chị, nhưng mà nó là hàng loại một mắc tiền. Mấy chị mua hàng Việt thì nó rẻ 5-6 ngàn, nhưng mà hàng Thái nó tới 16 ngàn, nó tới 16 ngàn một hộp. Cái này thì rẻ hơn ha. Hai cái này là bông hồng đen nè, bông hồng nâu nè, ta kêu bằng kem nâu hoặc kem đen ha. Đó, bông hồng nâu, bông hồng đen là hai cái dòng này là hàng Việt. Hàng Việt nhưng mà loại tốt, tại vì bên em sử dụng em nói với mấy chị á là em chuyên một cái dòng loại tốt thôi, em không có bán hàng rẻ tiền. Hàng Thái thì chuyên Thái loại 1, còn những cái dòng nào mà hàng Việt thì hàng Việt loại 1 cao cấp. Chứ em không có lấy hàng rẻ tiền ha. Rồi một cái nữa đó là cái này mấy chị. Cái này là Z xăm đỏ. Cái Z xăm đỏ này là hàng Thái ha, mấy chị thấy không, chữ Thái, nhưng mà nó được công ty Việt Nam độc quyền. Nó được công ty Việt Nam độc quyền nên khi mấy chị check cái mã vạch này á là nó sẽ ra công ty Việt Nam, nhưng nó thật chất bản chất nó là hàng Thái nhập về. Đó mấy chị hiểu chưa? Còn cái mấy cái dòng này á, mấy cái dòng này mà nó có cái tem này, tại sao mà em nói với mấy chị nó là loại mắc tiền nhất? Nó là hàng Thái loại 1, được công ty Hân Ngọc độc quyền. Khi mấy chị ra mấy chị mua sản phẩm mấy chị nói là có tem công ty Hân Ngọc thì nó sẽ mắc hơn so với cái hàng Thái có mã QR. Mắc hơn so với cái hàng Thái mã QR mấy mấy ngàn đồng, 3 tới 4 ngàn. Mấy chị không tin mấy chị cứ đi hỏi mấy người chuyên bán Thái có đúng không? Không đúng quay lại chửi em. Em nói cái nào là đúng cái đó, không có khác mấy chị. Em bán cái nào mấy chị sao em nói vậy? Nói chung là em chỉ phân biệt cho mấy chị hiểu rõ cái hàng thôi. Có sao em nói vậy à? Ví dụ như không có hàng này thì em nói ừ, bây giờ nó hết cái hàng công ty Hân Ngọc, nó có cái hàng Thái nhưng mà mã QR hoặc là sao đó, thì em giải thích cho mấy chị hiểu để mấy chị biết rõ cái nguồn gốc của nó. Khi mà cái hàng xù này mà nó có cái công ty tem Hân Ngọc này á, nó sẽ mắc hơn so cái hàng xù Thái bình thường. Cái hàng xù Thái bình thường của mã nhập ở bển về á, nhập khẩu bển về á, nó mắc hơn 4.000. Đó, ví dụ như ở bển nhập về mấy chị mua cái hũ không có cái tem Hân Ngọc này nó có 19-20 ngàn, khi mà nó gắn cái tem này vô nó lại bán 25 ngàn, 24 ngàn, 23 ngàn mấy chị. Đó, em bỏ sỉ mấy chị là 23 ngàn.
hay bán lẻ 25.000. Lý do làm sao mà hàng của em nó mắc hơn 1-2 ngàn là như vậy, để em nói cho mấy chị hiểu. Chứ không phải cái nào mình muốn bán sao cũng được, nó có giá trên thị trường hết trơn à. Khi mà bán nguyên liệu không có bán mắc hơn được mấy chị, nó có giá sẵn ở trên thị trường hết trơn à. Rồi một cái công dụng thứ hai em phân biệt cho mấy chị đó là kem tẩy. Kem tẩy là những dòng kem nào? Mấy chị em nhà mình hay hỏi kem tẩy là cái gì? Cái gì em? Cái nào là kem tẩy em ơi? Thì em sẽ phân biệt cho mấy chị kem tẩy là cái gì ha. Kem tẩy của mình Mít 4 nó thuộc dòng kem tẩy nha mấy chị nha. Mít 4 nó thuộc dòng kem tẩy chung với cái hàng này, chung với hàng Bạch Ngọc Liên ha. Mít 4 nó thuộc dòng kem tẩy chung với Bạch Ngọc Liên. Tại sao? Tại vì cái Mít 4 này á, nó là kem tẩy nhưng mà nó thuộc công ty rẻ tiền. Cái chất kem nó không có đẹp, nó cái dạng kem bình thường giống như cái phôi kem mặt này thôi, nhưng mà nó làm tẩy. Đó, nếu mà mấy chị em sử dụng cái này nó vẫn tẩy nha, nó vẫn tẩy, nó thay cho Bạch Ngọc Liên được. Nhưng mà cái chất tẩy giống như Bạch Ngọc Liên 100 thì nó tầm khoảng 50%, 60%. Đó, nó vậy giống như hàng hàng Việt với lại hàng Thái gì đó vậy, nó hàng công ty rẻ tiền. Hàng công ty rẻ tiền nhưng nó vẫn là chất kem tẩy ha. Còn cái Bạch Ngọc Liên này, để em giải thích cái Bạch Ngọc Liên này theo như em hiểu cho mấy chị biết, nó là một cái dạng kem body. Mấy chị sức không á vẫn được, nhưng mà có nhiều người người ta nói là mình sức không á nó hại cho da, nó tẩy mạnh quá nó hại cho da, với cái chất nó rất là khô mấy chị, đặc biệt mấy chị sức không nó không, mấy chị chịu không nổi đâu. Cái da nhiều á nó sẽ làm ảnh hưởng da mình rất là nhiều, nó tẩy rất là mạnh, cho nên mình bắt buộc phải mình phải trộn vô kem để mình hạn chế cái độ khô của nó, mình hạn chế cái độ tẩy mạnh của nó làm cho cái kem mình trắng vừa thôi, kích thích trong kem. Chứ mấy chị sử dụng nó không, nó rất là khô mà tẩy rất là mạnh, nó rất là hại cho da đó. Cho nên là khi em hiểu như vậy thôi đó, nên là khi mấy chị tốt nhất mấy chị pha vô kem xài ha, xài riêng nó không dặn được mấy chị, xài riêng nó không. Có nhiều người hỏi tại sao, giống như bản thân em suy nghĩ tại sao nó trắng nó tốt, tại sao không sức nó đi bắt buộc chi phải bỏ vô kem, tại vì nó có cái điểm yếu của nó. Cái nào nó cũng có cái điểm tốt và cái nào nó cũng có cái điểm yếu của nó mấy chị. Bản chất của nó là khô, khi sức lên cái nó khô nó khó chịu, nó không có đi trơn tru cái da được, cho nên bắt buộc mình phải pha với kem cho mình thoa lên nó trơn tru cái da, nó thấm có độ bóng của kem, có độ bóng của kem để mà nó thấm nó trơn tru cái da của mình. Còn sức nó không thì nó hơi khô, nó rít, với lại nó tẩy mạnh, nhiều khi mình xài nhiều quá nó rạn da, nứt nứt da. Bởi vì tại sao em không có phối combo Bạch Ngọc Liên cho mấy chị là như vậy, phối mấy chị về mấy chị không biết, mấy chị bỏ nó lạm dụng nó nhiều quá, nó ảnh hưởng tới da của mình, ảnh hưởng tới da. Nhưng mà trong cái dòng tẩy thì nó là kem cao cấp nên nó rất là tốt, nó rất là tốt, nên mấy chị an tâm đừng có sợ nó tốt hơn mấy cái hàng tẩy này nhiều. Tại mấy cái hàng tẩy này nó rẻ tiền, nó rẻ tiền thì mấy chị so đi, một hộp 4-5 ngàn, 7-8 ngàn so với cái hàng 200 mấy ngàn thì dĩ nhiên cái hàng này nó cao cấp hơn, nó cao cấp hơn thì mấy chị sử dụng nó an toàn hơn, nó chất lượng hơn rất là nhiều. Mấy chị hiểu không? Mình cứ nghĩ đi, nó 200 ngàn thì dĩ nhiên nó sẽ chất lượng hơn so với mấy cái hàng rẻ tiền, với lại nó đỡ ảnh hưởng cho da nhiều hơn, nó trắng nhưng mà nó không có ảnh hưởng cho da, với lại cái chất của nó thơm, nó không có bị hôi, nó không có bị hôi giống như những cái dòng tẩy này. Những cái dòng tẩy này cái chất mùi nó rất là hôi hắc, khi mà mấy chị pha Bạch Ngọc Liên cái kem mình nó thơm với lại nó an toàn hơn. Nên khi mấy chị sử dụng tẩy, mấy chị nên sử dụng cái hàng dòng Bạch Ngọc Liên, dành cái dòng cao cấp này thì nó sẽ không có làm hại da mình nhiều hơn, nó sẽ không làm cái hư da mình nhiều hơn ha. Nên mấy chị đừng có sợ ha. Với lại mình pha cái mức độ vừa thôi, đừng có nhiều quá, cái mức độ vừa thôi. Ví dụ như 1 ký kem mấy chị sử dụng cho em nửa hũ thôi, 2 ký kem mấy chị sử dụng cho em 1,5 hũ tới 1 tới 2 hũ thôi, chứ mình đừng có lạm dụng nó nhiều quá, lạm dụng nó nhiều quá cũng không được đó. Mấy chị hiểu chưa? Đó là cái công dụng, cái tác dụng của nó, để em giải thích cho mấy chị hiểu thôi. À, một cái dòng tẩy nữa đó là Việt Lan nè, Muôn Thở nè, Lan Anh nè, Thanh Hiền nè. Thanh Hiền nữa mấy chị, để em lấy Thanh Hiền cho mấy chị xem ha. Thanh Hiền nè, rồi đây là 4 cái dòng tẩy, rồi cái rồi này là ống Lan Anh. Cái này em nói trước nên ví dụ như em có sai cái gì thì mấy chị góp ý cho em nha, tại vì theo như ý em hiểu thôi, tại vì em hiểu sao em chia sẻ cho mấy chị vậy. Còn mấy chị em nào hiểu sâu xa hoặc hiểu biết nhiều rộng hơn em thì mấy chị chia sẻ lại cho em ha. Đó, theo ý em là như vậy, để nhiều có nhiều chị mắc công mắc bẻ có nhiều chị mắc công mắc bẻ mình nói trừ hao đi ha mấy chị ha. Đó thì đây là những cái dòng, đây là những cái dòng tẩy của mấy công ty. Có những cái dòng tẩy khác nữa mấy chị, có những cái dòng tẩy khác nữa, nhưng mà đại khái thì đa phần bây giờ người ta xài cái tẩy này là nhiều, trên thị trường tẩy này là nhiều, nó phổ biến hơn. Đó, đây là những cái này là tẩy mạnh nè, đây là mấy cái dòng tẩy mạnh nè ha.
Mấy cái dòng tẩy mạnh này á, mấy chị pha nhiều nó có thể lột da mình nha. Nó có thể lột da làm bong da mình. Mà nó rất là trắng tại vì nó tẩy mạnh với lại cái chất của nó hắc, nó hắc hôi. Bởi vì khi mà mấy chị pha kem á, em hạn chế cho mấy chị rất là nhiều. Người ta sử dụng một cái combo nhỏ cho mấy chị, có khi sử dụng 6 7 hộp mỗi loại, mỗi loại là 5 6 hộp, 6 7 hộp. Ra một cái combo tầm khoảng 20 mấy hộp tẩy, nhưng mà em không có sử dụng nhiều. Em chỉ sử dụng cho mấy chị nè, 2 hộp hoặc là 3 hộp hoặc là 4 hộp, combo lớn thì khoảng 4 5 hộp. Và tại sao? Tại vì em để như vậy để cho nó giảm cái độ tẩy xuống cho mấy chị, nó chỉ kích thích nhẹ trong kem cho mấy chị thôi. Kích thích nhẹ trong kem cho mấy chị để mấy chị xài nó an toàn, mà nó kích nhẹ trong cái kem để nó nâng tông da của mình. Tại vì có nhiều chị em mua kem về á, mà mình sử dụng cái kem cốt phôi mặt. Mấy cái dòng này em nói đầu tiên á, là mấy cái kem cốt phôi mặt, kem cốt thái phôi mặt dùng để sức mặt ngày xưa. Nếu mà mấy chị xài cho mặt, mấy chị sử dụng cái hũ thì không sức mặt vẫn được, tại vì nó là dòng kem phôi sức mặt, mấy chị hiểu không? Còn khi mấy chị pha trộn kết hợp lại thì mình không sử dụng cho mặt, tại vì khi pha trộn thì nó sức trộn nó ảnh hưởng cho da mặt mình lắm. Mình bỏ tẩy bỏ này kia nó công dụng nó khác, cái da mặt mình thì nó mỏng, nó nhạy cảm nên mình không có sử dụng trộn được. Mình chỉ sử dụng hàng công ty ha mấy chị ha. Đó, hoặc là mình sức riêng nó, mình một mình ên nó thôi thì được. Nhưng mà khi đã kết hợp trộn rồi, mình không sử dụng cho mặt giùm cho em. Để nhiều chị hỏi có sử dụng cho mặt được không? Không sử dụng cho mặt được nghe mấy chị nha. Nếu mấy chị sử dụng cho mặt thì mấy chị sử dụng riêng một nó thôi. Đó, ví dụ như một cái kem này sử dụng mặt, hoặc là một cái kem xăm vàng sử dụng cho mặt. Đó, giống như này sức mặt được nha. Mấy chị em dưới quê hay xài này lắm. Đó, mình sử dụng riêng nó không, bản chất một mình nên nó thì được. Nhưng mà khi đã trộn lại rồi, mình không sức cho mặt ha mấy chị ha. Tại vì cái da mặt của mình nó mỏng, nó ảnh hưởng rất là nhiều, nên mình phải bảo vệ nó an toàn cho nó. Quay lại vấn đề kem tẩy thì đây là những cái dòng kem tẩy ha. Giống như mấy chị bỏ nhiều cái này nó sẽ lột da cho mình luôn, bong da luôn. Nên là mình sử dụng ít thôi, ít để kích thích tăng nhẹ trong kem. Chứ mình không bỏ thì khi mà mấy chị kêu em phối combo an toàn á, phối một cái combo an toàn em sử dụng kem phôi mặt không cho mấy chị á, thì mấy chị chê sức sao nó lâu trắng của em ơi, sao mà nó lâu lên tông quá, chị gán xài 1 tháng 2 tháng rồi mà nó không lên tông. Đó, không lên tông bắt buộc mấy chị em phải bỏ tẩy nhiều. Mà bỏ tẩy nhiều thì chị sợ quá em ơi, tẩy nhiều chị sợ nó ăn nắng, nó ảnh hưởng cho da các kiểu. Đó, thì để em phân biệt cho mấy chị em hiểu, chị em nào muốn xài tẩy thì xài, còn muốn xài dưỡng không thì nó lâu lên tông. Dưỡng không thì cái hàng cốt thái nó đã trắng rồi, nó lên tông chứ không phải là không, nhưng mà cái mức độ nó chậm từ từ. Dành cho những da đã có tông rồi, giống như da em. Và em bây giờ là em không xài tẩy, em chỉ sử dụng cốt thái pha với dưỡng thôi, để em dưỡng nhẹ từ từ. Có nhiều chị em hỏi em đang sử dụng combo nào. Em không sử dụng combo nào hết mấy chị em yêu à. Thì trước tới giờ á, là em pha từ lứa hết trơn nên em không có nhớ. Giống như em quay clip, em trộn xong lấy cái đó em xài. Em quay clip em trộn xong mấy cái đó em xài. Đó, như vậy đó mấy chị. Hoặc là em trộn cái cốt thái với dưỡng thôi để em xài. Tại vì da em nó đã có tông, nó đã có tông sẵn rồi mấy chị, có tông sẵn rồi. Hoặc khi mà em quay clip cho mấy chị dư kem ra em tặng mấy chị, em chừa lại miếng em sức, em chừa lại miếng em sức để em thử kem, coi cái chất kem nó như thế nào, để em mới tư vấn cho mấy chị được, mới cho mấy chị hiểu được. Chứ mình không xài, mình đâu có hiểu sao mà để tư vấn cho mấy chị với mình biết chất lượng nó như thế nào ha. Mấy chị muốn lên tông thì mấy chị sử dụng tẩy cho em, nhưng mấy chị sử dụng ít thôi, nó không ảnh hưởng gì cho da hết mấy chị. Ít thôi, nó không ảnh hưởng cho da, nó cũng không ăn nắng. Mình để ít 2-3 hộp để nó kích thích nhẹ nâng tông trên da của mình thôi ha mấy chị ha. Còn mấy chị muốn chất lượng thì mấy chị không dùng mấy cái hàng rẻ tiền này, mà mấy chị sử dụng cái hàng tẩy Bạch Ngọc Liên cho em. Bạch Ngọc Liên thì tẩy nó cao cấp, hàng công ty nó sẽ an toàn và chất lượng hơn cho mấy chị, nên là mấy chị đừng có sợ ha mấy chị ha. Đó là những cái dòng kem tẩy em vừa mới nói để cho mấy chị hiểu thêm, mấy chị tham khảo thêm về chất lượng. Khi mình xài, mình biết nó là cái gì, bản chất nó là cái gì đó. Mình biết nó là cái gì để mình sử dụng, mình an tâm, mình không có sợ. Mình thích nó thì mình lấy vô, mình không thích nó mình thì bỏ ra. Ví dụ như em đưa cái set combo cho mấy chị thấy tẩy, ôi em ơi chị, cái da chị nó có tông rồi, em đừng để nhiều tẩy cho chị, em để 2 hộp nhỏ cho chị thôi. Hoặc mấy chị thích 3 hộp cho chị, 4 hộp cho chị, hoặc không lấy tẩy cho chị. Đó, nó rất là dễ, mấy chị em tự phân biệt được ha. Hoặc mấy chị em đi ra ngoài, mấy chị mua, mấy chị cũng biết đó là cái gì, người ta đưa cho mấy chị cái đó là cái gì. Chị mình không thích mình không lấy, thôi chị không thích cái này chị không lấy cái này, cái này tẩy da chị không hợp chị không lấy,
Nó mấy chị thấy không, em phân biệt cho mấy chị vậy là quá quá trời ok luôn. Mấy chị quá trời ok, gửi hết những cái gì em biết để cho mấy chị tự hiểu, mấy chị tự phân biệt hàng luôn ha. Đó rồi, lan anh ống này là gì? Lan anh ống này thật ra nó tẩy nhẹ lắm mấy chị, nó không có tẩy nhiều đâu. Nó cũng là một cái dòng tẩy nhưng mà nó không có tẩy mạnh bằng mấy cái hộp nhỏ này đâu mấy chị, nó không có tẩy mạnh bằng mấy cái hộp nhỏ này đâu. Nó là một dạng tẩy nhưng mà tẩy độn, tẩy độn mấy chị hiểu không? Tẩy độn. Khi mà một cái ống như thế này 80 gram mà nó chỉ có hai mấy ngàn thôi mấy chị, thì nó đâu có nhiêu tẩy đâu, nên mấy chị đừng có sợ ha. Cái ống này nó không có nhiêu tẩy trơn, nó đa phần bỏ vô kem cho kem nó nhiều thôi, nó tiếng tẩy chứ nó tẩy nhẹ thôi, nó độn trong kem cho nó nhiều kem thôi chứ nó không có nhiêu tẩy hết. Một ống 80 gram là có hai mấy ngàn à. Đó, nó tẩy nhưng mà nó tẩy nhẹ thôi ha mấy chị ha, tẩy nhẹ thôi. Đó là những cái dòng tẩy em giải thích cho mấy chị hiểu. Rồi tiếp theo em sẽ giải thích cho mấy chị tiếp nữa là mấy chị hay hỏi em, thắc mắc em BNL là cái gì, HNL là cái gì, rồi cái hộp xanh xanh đỏ đỏ là cái gì em. Đó em chị không hiểu ha, thì em sẽ giải thích cho mấy chị hiểu em. Đây là BNL ha mấy chị ha, đây là BNL. Còn đây là cái nấm xanh, đây là cái nấm đỏ ha. Thường hai cái này người ta gọi là cô tiên xanh và cô tiên đỏ. Hai cái dòng này trước giờ ít ai phối kem lắm, chỉ có em bắt đầu em phối kem người ta mới bắt chước người ta bỏ vô thôi mấy chị, ta bắt chước người ta bỏ vô thôi chứ thật sự đó giờ em chưa thấy ai phối chân, chỉ có em bỏ cái thấy người ta bỏ theo ha, chứ bỏ chứ không hiểu là cái này là gì hết. Người ta bỏ người ta phối thôi chứ mấy chị hỏi người ta không trả lời cho mấy chị biết cái này là cái gì hết trơn á, bỏ vô kem nó có công dụng gì đó. Chỉ mấy chị hỏi thử mấy người khác người ta trả lời cho mấy chị ha, ta đâu biết đó là cái gì đâu. Người ta thấy phối trên mạng bắt chước người ta phối theo thôi, không biết không, một số người ta vẫn biết, một số người ta vẫn biết nhưng mà có một số người người ta thấy thì người ta phối theo, người ta bắt chước theo thôi. Giống như bây giờ thấy Bạch Ngọc Liên nó phối trên mạng bắt chước lấy lụm Bạch Ngọc Liên phối theo thôi mấy chị. Giống như em đi, em thấy ừ người ta phối Bạch Ngọc Liên hay quá bắt chước về mình pha, ví dụ vậy. Bản thân em cũng lụm lặt của người khác chứ không phải là em hay em giỏi nha mấy chị nha, nhưng mà khi mà em lụm lặt của người ta em hiểu nó là cái gì, nó là cái gì, khi mà bỏ vô tác dụng gì ảnh hưởng gì thì em mới lụm lặt của người ta chứ không phải tự nhiên mà em lụm lặt nha mấy chị nha. Thì em sẽ giải thích cho mấy chị hiểu cái cô tiên đỏ cô tiên xanh với lại bên lò là cái gì. Cái này là sâm cô tiên đỏ, sâm cô tiên khác, mà cô tiên đỏ là nó khác nha mấy chị nha. Cái này là sâm cô tiên này á, là có 11 ngàn một hộp, nó dùng cho kem sức mặt là cái phôi kem mặt nè ha, là cái phôi kem mặt nó sức dưỡng trắng ha, dưỡng trắng là cái phôi kem mặt là khác. Còn cái cô tiên đỏ cô tiên xanh này người ta gọi là nám đỏ nám xanh, một cái tên khác là cô tiên đỏ cô tiên xanh nữa, là cái gì, có người thì kêu nó là QL là giống như cái tên mã công ty á, công ty người ta sản xuất á, nên có nhiều người gọi tắt là QL, có nhiều người gọi gọi gì thì nó dễ hiểu, nám xanh nám đỏ cho nó dễ hiểu. Nó là một cái dòng kem sức trị nám mấy chị, nó là một cái dòng kem sức trị nám, mà đa phần cái dòng kem sức trị nám á thì nó dạng dẻo dẻo sệt sệt, mà đa phần những cái dòng kem sức trị nám mấy chị bỏ vô kem trộn đó, nó làm cho kem mình trắng, nó điều màu da, nó điều màu da của mình. Giống như mấy chị em da nè bị đốm nâu nè, da mấy chị em không điều màu nè, da mấy chị em bị tàn nhang đầu mồi các kiểu đó, thì khi mấy chị bỏ cái này vô nè nó sẽ làm cho mình điều màu da, điều màu da, hạn chế mấy cái da da vàng nè, hạn chế mấy cái da mà da vàng, da mà bị vàng vàng khè khè mà sức hoài không trắng, da nó vàng vàng đó mấy chị. Đó là nó hạn chế điều màu da nè, làm cho mấy cái sạm nám trên da mình giảm bớt nè, tại vì nó là một cái dòng kem sức dưỡng trị nám, sức cho mặt được nha. Cái này sức cho mặt được, dưỡng trị nám, nhưng mà có một cái hàng của nó là hàng giá rẻ, mình ít sử dụng nó thôi. Đa phần bây giờ mình sử dụng kem nám này kia, mình sử dụng hàng công ty mấy trăm ngàn, nó mắc tiền ha, nó an toàn cho mặt. Còn cái này là ngày xưa mấy mấy cô mấy dì ngày xưa xài á, thì mấy cô mấy dì hiểu, mấy cô mấy dì biết là những cái dòng này ha. BNL, HNL nó có công dụng giống như này luôn mấy chị. BNL, HNL là nó công dụng để làm gì? Nó cũng là một dòng kem trị nám. HNL nó là một cái dòng kem trị nám, trị mụn á. HNL đó mấy chị. Đó. Khi mà mấy chị sử dụng mấy cái dòng này á, mấy HNL với BNL công dụng nó như nhau. Nó là một dòng kem dạng dẻo. Cái này nó cũng là một cái dòng kem dạng, nó là một cái dòng kem dạng dẻo mấy chị, dạng dẻo dạng sệt. Khi mình bỏ vô kem á, BNL với HNL á, mấy chị bỏ vô kem á,
nó làm cho kem nó dẻo, nó sệt, nó không có bị tách nước, nó không có bị dữa kem, nó có cái độ trắng cho mình, nó có độ thấm nhiều cho mình. Mấy chị nào có tiền á, mấy chị mua bên lời nhiều, mấy chị bỏ vô thì kem nó thấm nhiều, nó dẻo cái kem của mình nhiều hơn, nó làm cho cái da mình sáng thấm nhiều hơn. Nhưng mà có một cái em hay phối hợp ít là tại vì nó mắc, nên là em mới bỏ ít cho mấy chị để nó hạn chế giảm cái giá tiền cho mình xuống. Chứ thật chất ra khi mà mấy chị chọn một cái combo nhỏ á thì mấy chị sử dụng 5 tới 10 ống, mấy chị bỏ nó trắng cái bên lợn này, nó trắng he, nó trắng cho mình. Với mấy chị sử dụng cái hàng tốt, tại vì cái hàng loại rẻ tiền nó rất là hôi, nó hôi với lại nó không có tác dụng gì hết á, nó không có tác dụng bằng cái hàng tốt. Cái hàng tốt nó đậm đặc, khi mấy chị bỏ vô kem nó dẻo kem, nó sệt kem lắm. Mấy mốt chắc em không lấy cái hàng bên lợn 11 ngàn đâu, tại vì muốn giảm giá thành cho mấy chị thôi, chứ thật ra cái bên lợn tốt xài nó ok hơn rất là nhiều. Cái chất kem nó đậm đặc mà nó dẻo mà nó thơm he, mà nó thấm nhiều, nó trắng nhiều cho mình bỏ là cái kem mình nó không có bị tách nước. Khi mình bỏ vô kem á, nó sẽ không bị tách nước đó. Mấy chị em sử dụng cái dưỡng nhiều quá, nhằm khi mấy chị em sử dụng cái nhiều dưỡng nhiều quá thì bắt buộc kem của mình nó phải bị tách nước, cho nên khi mấy chị em bỏ bên lợn thì kem nó sẽ không tách nước mà nó dẻo, nó sệt cái kem lại, nó dẻo nó sệt cái kem nhà mình lại, mấy chị hiểu không? Đó, bên lợn với hắc lợn nó tương đương nhau, nó giống nhau vậy thôi chứ nó không có gì khác hết trơn mấy chị. Giống như cái hàng này luôn, cái hàng này với hàng này nó cũng tương đương, nó giống như nhau, nó tương đương, nó giống như nhau. Nhưng mà có một cái hàng này nó ok hơn là nó làm điều màu da, nó điều màu da, nó điều trị sạm nám trên da của mình he, nó da vàng da này kia đó, đó là nó điều trị. Khi mấy chị bỏ cái này vô kem nó sẽ dẻo lại, kem nó dẻo lại, nó thấm, nó dẻo nó thấm, nó làm cho kem mình không bị tách nước, nó điều trị điều màu da. Nên là mỗi combo em hay bỏ cái này vô cho mấy chị nè, mỗi combo em hay bỏ cái này vô cho mấy chị, cho cái kem nó dẻo dẻo sệt sệt lại, nó điều trị điều màu da. Tuy rằng cái chất nó dẻo nó hơi rít 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 nhẹ thiệt, nhưng mà bỏ nó vô rất là tốt, nó làm cho cái kem mình không có bị tách nước, để lâu nó không có bị dữa, không có bị tách nước, nó làm điều màu da ha, nó hạn chế cho da của mình rất là nhiều. Nên mấy chị đừng có sợ, nó không có phải là tẩy là gì hết, nó là một cái dòng kem trị nám. Nó tẩy nhưng mà nó tẩy nhẹ, tại vì đa phần kem nám nó sẽ có chất tẩy nhẹ cho mình để nó làm mờ mấy cái vết sạm nám trên da, mấy chị hiểu không? Nó làm mờ mấy cái vết sạm nám trên da cho mình, đó là cái công dụng của nó. Chị em nào thích thì để vô, không thích thì không để, thì em chỉ nói công dụng của nó để cho mấy chị em hiểu ha. Mấy chị em thích thì để, không thích thì không để, nhưng mà có nó vô thì cái kem mình nó sẽ không bị dữa, không bị tách nước, nó sẽ dẻo cái kem, nó không có bị lợn cợn cái kem. Tại sao có nhiều người trộn kem bị lợn cợn là lý do không có cái này, không có cái này nên kem nó lợn cợn, nó không có dẻo. Khi mấy chị bỏ vô 1 tới 2 hộp là cái kem nó dẻo, nó sạch lại liền. Khi mấy chị em mà pha kem bị tách nước, mấy chị em bỏ nó vô cho em, bỏ nó vô là tự động nó sẽ dẻo cái kem lại ha mấy chị ha. Đó là những cái công dụng. Còn cái hằng tích là như thế nào? Cái hằng tích Thái này á, cặp kích Thái này nó không phải là tẩy, nó không phải là tẩy mà nó để vô kem nó kích nhẹ, thật ra nói tiếng nó kích chứ nó không có nhiêu hết trơn á, nó không có nhiêu, có thể mình có thể bỏ cho nó vào kem hoặc không thể bỏ dặn được. Có nhiều chị nghe tiếng kích tưởng đâu trắng nhiều lắm, bỏ 3 4 hũ 5 6 hũ 7 8 hũ không có trắng, không có trắng đâu mấy chị. Cái trắng là cái hằng tẩy, chứ cái này nó kích nhẹ lắm, nó không có tác dụng gì hết trơn á, giống như để giống như là nó dư thừa. Có nó thì nó kích nhẹ kem cho nó tăng, nói chung là kem mình pha mà muốn trắng thì mình bỏ mỗi cái ít ít để nó tăng cái lượng trắng trong kem thôi, chứ nó thật ra nó cũng là một cái dạng độn, cũng là một cái dạng độn thôi mấy chị. Cho nên là khi mà mấy chị sử dụng cái kích này á, giống như tất cả các dòng kích luôn, X6 nè, rồi Như Ngọc nè, rồi rồi Ngọc Trai nè, rồi là Mai Lan nè, rồi nói chung mà tất cả những cái dòng kích á, nói tiếng kích thôi, nó chỉ kích nhẹ thôi chứ nó không có bằng mấy cái dòng tẩy đâu. Trắng mạnh hay không là do mấy cái hàng tẩy này thôi, chứ cái hàng tích kích này nó chỉ làm nhẹ trong một cái phần kem thôi mấy chị, chứ nó không có nhiều trơn á. Bởi vì mấy chị đừng có ham mà bỏ cái này nhiều ha. Nó một combo mấy chị bỏ 1 2 ống là được rồi, chứ không cần phải bỏ nhiều. Nó chủ yếu là chỉ độn kem thôi, nó giống như này vậy nè, nó chủ yếu là chỉ độn kem cho mình thôi, chứ nó không có kích nhiều trơn á, nó không có kích nhiều trơn, nên mấy chị đừng có sợ ha, nên mấy chị đừng có sợ. Còn mà mình phối mà combo mà muốn an toàn mà không bỏ tẩy á, thì có combo an toàn không có bỏ tẩy luôn, nó vẫn lên tông, nó vẫn trắng ha, không cần bỏ tẩy nó vẫn lên tông, vẫn trắng cho mấy em nhà mình luôn, có nha. Nhưng mà nó lên tông cái mức độ nhẹ, thay vì bỏ tẩy nó lên 70-80 thì không bỏ tẩy nó vẫn lên, nhưng mà nó lên cái mức độ 20-30 đó, nó là như vậy đó mấy chị. Còn cái mấy cái dòng dưỡng này nè, giống như là tiếp theo em sẽ nói cái dòng dưỡng cho mấy chị em nhà mình hiểu ha. Mấy chị hay lấy hai cái này, em kêu mấy chị sử dụng một thôi, một trong hai cái mấy chị sử dụng một thôi, nhiều quá nó phí chứ không có gì hết trơn á mấy chị.
bỏ vô kem cho nó lỏng cái kem ra, nó lỏng cái kem ra, nó có tác dụng là thấm nhiều ha, nó có tác dụng là thấm vô da đỡ bớt rít. Mà khi mấy chị bỏ nhiều, mấy chị phái là thấm nhiều không bớt rít thì mấy chị bắt buộc bỏ cái dưỡng nhiều. Mà khi mấy chị bỏ cái dưỡng nhiều thì kem của mình nó sẽ bị lỏng, lỏng mà mấy chị để lâu thì nó hơi cái dạng nó hơi giống như là giữa giữa, nó sệt sệt, nó cái kiểu lợn cợn đó. Mấy chị hay hỏi em cái kiểu lợn cợn là phải kem hư không á? Không phải kem hư, tại vì do mấy chị bỏ dưỡng nhiều thôi, mình xài vẫn bình thường. Khi mà mình có dưỡng nhiều thì kem nó sẽ thấm nhiều, mà nó dưỡng nhiều quá thì nó dễ làm cho cái kem mình nó bị lợn cợn, nó bị tách nước. Để lâu nó bị tách nước ha, nó bị tách nước thì nó lợn cợn, mình vẫn xài bình thường, nó không có gì hết. Tại là do cái dòng dưỡng này á, bản chất dòng dưỡng này á, là để vô kem là nó làm cho cái kem mình nó lỏng cái kem mình ra để mình sức nó thấm nhiều thôi mấy chị. Cho nên mấy chị đừng có sợ ha. Còn mấy chị nào mà thích đậm đặc thì mình bỏ ít thôi, bỏ 1/3 hũ, 1/3 hũ để cho nó dẻo, nó sệt cái kem thôi, nó có thấm nhưng mà nó thấm vừa. Chứ mấy chị đừng bỏ nhiều quá, bỏ nhiều quá nó thấm, nó làm cho cái kem mình nó bị giữa giữa giữa, nó bở bở cái kem, là do cái thằng dưỡng này thôi ha. Cho nên mấy chị đừng có sợ, mấy chị cứ an tâm không sao ha. Nó giống như là cái kem nó bở bở thì mình vẫn xài bình thường không có gì hết, trừ khi nào mà nó bị tách nước cái dạng lỏng le lỏng lét là mấy chị mua nhầm hàng, có nghĩa là kem ra kem, nước ra nước, cái đó là khác nha. Còn kem của mình trộn nó sệt nó dẻo mà nó dạng lợn cợn là khác. Còn khi mà lợn cợn với lại lỏng là do mấy chị bỏ cái này nhiều. Còn khi mà mấy chị mua kem, mấy chị trộn xong á, kem ra kem mà nước ra nước là nó khác nữa. Kem ra kem, nước ra nước là do mấy chị mua cái tẩy nó bị hư. Mấy cái dòng tẩy giống như Lan Anh, nãy em giới thiệu Lan Anh muôn thở thanh hiền, mấy chị mua ngay nhầm hàng Việt, hàng rẻ tiền, hoặc là cái cốt mấy chị mua hàng Việt, hàng rẻ tiền. Khi mấy chị pha chung với tẩy á, nó sẽ bị tách nước rời ra hết hoàn toàn. Kem ra kem, nước ra nước, mấy chị có thể chắc lỏng le gì nè, chắc nước vàng khè ra luôn. Đó là tại vì có nhiều chị em chụp hình qua gửi cái kem lỏng le lỏng lét mua ở đâu không biết, rồi xong nó giận gì sao sửa chữa hay sao, cái đó thì không sửa chữa được. Mình chỉ chắc bỏ cái nước vàng nó ra thôi, mình sức mấy cái đậm đặc thì mình sức thôi, mình sức mà nếu mà nó ngứa thì thôi mình dục dục luôn, bỏ luôn, không sức được luôn mấy chị, dục luôn. Tại vì nó ngứa sao mà xài được mấy chị, ngứa thì không thể nào xài được, không có cách nào để cứu chữa, chỉ chắc bỏ cái nước vàng nó ra thôi. Tại vì nó là nước rồi, không có cái nào mà em cứu nó được hết trơn á. Giống như mấy cái này mấy chị bỏ dưỡng nhiều quá thì em cứu được, bỏ nhiều quá thì em kêu mấy chị bỏ cái này vô, nám xanh nám đỏ vô cho nó dẻo cái kem, hoặc không có thì mấy chị bỏ BNL vô cho nó dẻo cái kem của mình lại. Còn mà nó nước ra nước, kem ra kem thì cái đó là nó hoàn toàn nó bị hư, nó hư rồi, không có sửa chữa được. Mình chắc cái nước nó bỏ, mình xài cái kem cốt đậm đặc thì được đó, nếu mà bản chất nó mà không ngứa thì được, còn nếu mà ngứa thì thôi không xài được luôn. Đó là nó khác nhau nha. Nó cái dạng nó lợn cợn là khác, mà cái dạng nó tách nước là khác nha. Nước ra nước, kem ra kem là khác nha mấy chị. Mấy chị phải hiểu cái vấn đề đó ha mấy chị ha. Nói chung là em chỉ giải thích cho mấy chị em nhà mình hiểu thôi. Rồi mình thấy em nói cái gì mà dính vô mình thì mình cứ lụm lặt cái đó vô mình xài, đơn giản. Rồi khi mấy chị em bán, mấy chị có thể tự tự tư vấn cho khách được luôn, tự bản thân mình tư vấn những cái gì. Xâm độn này, cái cốt hồng xâm độn này trên thị trường người ta sử dụng rất là nhiều, ai cũng ưa nó, là tại vì sao? Cái chất kem của nó mềm mà nó thơm, nó rất là thơm luôn. Khi mấy chị bỏ vô kem, mấy chị trộn á, là mấy chị không cần phải bỏ nước hoa dầu thơm gì hết á, nó rất là thơm luôn mấy chị. Nhưng mà có một cái là sao em xài nó bị ngứa mấy chị, tại vì nói chung là cái da em nó khó chịu, nhưng mà em vẫn nói để cho mấy chị em hiểu, đó là cái cốt xâm hồng này nè, nếu mà da bình thường xài thì không có sao, nếu mà da giống như em là xài nó bị ngứa. Khi mình độn vô cái hàng Việt này nó sẽ bị ngứa, bởi khi mà mấy chị em muốn độn hàng Việt về á, mấy chị em phải sức lên da trước, sức thử lên da xem là cái da mình nó có hợp với cái dòng độn này không thì mình đã bỏ vô, còn nó không hợp thì mình không bỏ hay ba chị ha, không hợp thì không bỏ. Thì đây là một cái dòng độn cốt xông hầm, cái chất của nó thơm đó, bông hồng hoàng gia, rồi tại vì cái mấy dòng kia không có bông hồng hoàng gia, hoặc là kem con dê con cừu, nói chung là nó là cái dòng kem giống gì nè đó, sữa non, kem dê, kem con cừu, hoặc là kem ký mà nó có dạng dạng dẻo, sữa 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 non á, thì nó có 200 mấy ngàn ký, nên nó cũng giống mấy cái dòng này nè mấy chị. Nó làm ra cái hộp bự nó bán 200 mấy ngàn ký. Còn mà cái cốt mà cái phôi cốt mà để mà em giới thiệu mấy cái clip trước cho mấy chị á, là nó là cái phôi kem Thái khác nữa nha. Cái dòng đó nó mắc hơn, nó 300 400 ngàn một ký, 300 mấy 400 ngàn một ký là khác nữa. Còn mấy chị thấy trên thị trường nó bán, người ta pha cốt cốt dẻo dẻo giống gì nè, cốt cốt dẻo dẻo giống gì mà người ta bán 200 mấy là cái dòng nó khác nữa. Nó là một cái dòng bột kem giống như này,
Nó là một cái dòng bột kem giống như thế này, nó chỉ có 200 mấy ngàn một ký thôi. Đó là công dụng nó để vô kem cho nó độn. Còn cái cốt thái mà nó cứng là nó khác nữa nghe mấy chị. Cốt thái phôi mặt cứng là nó cũng giống như cái dòng phôi mặt, nhưng mà nó chất lượng nó không có bằng cái phôi mặt. Giống như phôi mặt là 100 thì nó khoảng 70, 80. Đó là cái, đó là dạng khác nữa. Nó nhiều dòng trên thị trường lắm mấy chị ha. Đó, thì đây là những cái dòng kem độn nè. Rồi One Today, rồi Mỹ Linh. Nói chung là One Today xanh, One Today đỏ, One Today vàng, rồi kem Mỹ Linh, rồi kem nói chung là tất cả những cái dòng công ty ha, tất cả những cái dòng X3, X2 gì đó là những cái dòng đó là dòng độn. Nó mình để vô kem cho nó dẻo kem. Nói chung thật ra nói tiếng độn nó không phải là độn. Thay vì bây giờ mấy chị bỏ cái lotion này thì mấy chị không bỏ lotion, mấy chị bỏ cái này thì nó thay thế nó cũng vậy thôi. Đó, nó thay thế nó cũng vậy thôi mấy chị. Thay vì mình không thích xài cái dưỡng này nó lỏng, mình không thích mình xài cái này thì kem nó đậm đặc hơn, kem nó đậm đặc hơn, cái chất nó cứng cứng hơn ha, nó sệt sệt hơn đó. Ví dụ như mình không thích xài cái đó nữa thì mình xài trái bí. Trái bí này nó là cái dạng kem phô mai, nó cũng giống như nó ok hơn cái dòng dưỡng. Nó không phải là nó ok mà cái chất nó ra nó đậm đặc hơn cái dòng dưỡng. Thay vì cái dòng dưỡng mà chị bỏ vô nó thấm nhiều, nó thấm nhiều mà khi mà chị bỏ cái bí này thì nó không có thấm nhiều, nhưng mà chắc kem nó sệt nó đậm đặc hơn. Ai thích sệt đậm đặc thì bỏ kem chi bí đó, hoặc là mình không thích thì mình bỏ cái này thì nó đậm đặc hơn nữa, cái bông hồng vàng da nó đậm đặc hơn nữa. Gọi là mình không thích thì mình có thể bỏ cái cốt sâm hồng này ha. Nhưng mà đa phần những cái dòng này nè, đa phần những cái dòng công ty Việt Nam mà mấy chị muốn sử dụng độn á, công ty Việt Nam mấy chị muốn sử dụng độn á, là em nói trước với mấy chị, khi mấy chị mua về mấy chị phải thoa lên da mấy chị trước. Mấy chị thoa lên da mấy chị sức khoảng 1-2 ngày gì đó, mình xem cái nó có bị ngứa không, mình đã bỏ vô trong cái cốt thái. Chứ mình bỏ vô là đôi khi nó sẽ bị hư kem, mình xài không được nó bị hư. Nhưng mà đa phần mấy cái dòng này em có sức rồi hết rồi, về là em sức, em khui ra em sức hết trơn rồi. Mấy cái dòng này nè mấy chị, em sức thử hết em mới dám bán cho khách. Cái nào ngứa em nói ngứa, cái nào không ngứa thì nó không ngứa. Giống như cái này em pha lần trước bị ngứa nè, bị ngứa nhưng mà khách người ta lại phái sử dụng cái này. Có nhiều người kêu em đưa thì em đưa thôi, nhưng mà em nói trước là nó bị ngứa, nó bị ngứa hay mấy chị ha, nhưng mà cái chất nó rất là đẹp. Còn mấy cái này thì nó không có bị ngứa đó, em sử dụng rồi nó không có bị ngứa, nên là em giới thiệu và phân biệt cho mấy chị em nhà mình biết cái nào là phôi kem mặt, cái nào là dòng kem độn không có dưỡng chất gì hết, nó chỉ độn vô thôi hay nó làm cho cái kem dẻo thôi chứ nó không có dưỡng chất gì hết. Và những cái dòng tẩy là như thế nào, giống như cái này axit thái này mấy chị, hồi xưa mấy người lớn tuổi ta xài cái này nhiều lắm. Cái này là axit thái, axit thái người ta xài rất là nhiều, nó là dòng kem mặt đó. Đây là những cái kem phôi sức mặt đó mấy chị, những cái phôi kem sức mặt bình thường, nhưng mà mình chỉ trộn lại với nhau rồi mình bỏ cái này cái kia để nó tăng cái lượng trắng lên, mình xài cho body thôi. Tại vì đa phần cái da body của mình á nó dày hơn da mặt rất là nhiều, nên là mấy sức mấy cái kem thường thường á là nó không có xi nhê, nó không có xi nhê mấy chị biết không, chứ không phải là mình bắt buộc mình phải trộn. Anh giống như là cái da mình, da tay da chân của mình nó dày hơn là cái da mặt, nên bắt buộc mình phải trộn cho nó mạnh lên nó mới chịu nổi với cái da của mình, da tay da body của mình, là nó như vậy thôi. Bây giờ mấy chị hiểu rồi nên là mấy chị không có sợ nữa, mấy chị không có sợ xài cái này sao cái kia sao hư da này kia. Bây giờ giống như em chia sẻ cho mấy chị tự tin hơn, mấy chị sử dụng sản phẩm chị không có sợ, với đi ra đường người ta nói mình cũng biết đường mình nói. Ừ, ôi mày đừng có xài kem trộn, mày xài kem trộn là da mày hư hết, banh hết. Da hư banh là cái gì? Mình xài hàng rẻ tiền, mình xài hàng Việt, hàng rẻ tiền. Với lại mình xài những cái chất tẩy nhiều quá thì nó sẽ hư da mình. Mình nói, ôi tôi xài kem sức mặt bình thường sao lại hư da? Đó, tôi xài bình thường, tôi xài mấy chục năm nay nè, tôi thấy cô có bị gì đâu. Còn mà khi mà bà xài, bà bỏ mấy cái tẩy nhiều quá thì bà đi nắng, nắng nó ăn, nó nám bà là phải rồi. Đó, mình biết đường mình nói người ta, mình không sợ, mình tự tin, mình hiểu rõ hết những cái sản phẩm mình xài. Mình hiểu hết, mình không có sợ, hay gì ha. Còn Bạch Ngọc Liên đó, nó nổi tiếng là lý do là nó là hàng công ty, nó là hàng mắc tiền, nó chất lượng hơn so với cái dòng tẩy rẻ tiền thì người ta xài. Với lại nó có cái độ giống như make up trên da nhiều thì nó làm cho cái da mình nó có cái độ sáng, nhìn tạm thời sáng đó. Nên bây giờ người ta đang thích nó hot vậy thôi mấy chị. Chị em nào mà thích chất lượng thì mấy chị em xài nó ha. Mà khi mấy chị em xài nó, mấy chị phải biết kết hợp phối đúng thì nó mới ra chất kem đẹp được. Còn mấy chị mà không biết kết hợp ra nó khô khô mà nó cứng cứng, nó khó chịu lắm. Nó khô khô cứng cứng mà khó chịu lắm. Bởi vì em không có set combo cho mấy chị là vậy đó. Nhưng mà chị em nào muốn thì cứ nói em để vô một hộp về rồi em hướng dẫn cho mấy chị em sử dụng. Nên để mai mốt em kiếm được cái nguồn hàng em lấy về em bán cho mấy chị. Em lấy về em bán cho mấy chị. Ví dụ em đưa cho mấy chị một cái combo cốt thái thì mấy chị nói là chị muốn trộn Bạch Ngọc Liên vô, em bỏ thêm cho chị một cái hũ Bạch Ngọc Liên
rồi em bớt tẩy ra cho chị ha, thì em sẽ bớt tẩy để cho mấy chị về mấy chị chọn bạch ngọc liên bỏ vô. Nhưng mà khi mấy chị bỏ bạch ngọc liên vô thì mấy chị nên hạn chế bỏ nhiều, ví dụ một hộp này nè mấy chị bỏ vô combo khoảng 1/3 hũ thôi hoặc nửa hũ thôi, chứ không có bỏ nhiều hay không có bỏ nhiều nha mấy chị. Nói tiếng cái combo cốt thái bạch ngọc liên độc quyền là em giỡn với mấy chị thôi, em giỡn với mấy chị thôi chứ nó không có cái gì hết trơn á, trộn cốt và bỏ này vô thôi chứ đâu có gì đâu, em quay clip hoài đó mấy chị. Đó, qua clip hoài. Nhưng mà mấy chị hỏi là tại vì không có hàng, em không có hàng bán cho mấy chị, có mấy chị đặt ký thì em trộn ra dư được mấy hũ nên em bán lẻ cho mấy chị. Giống như mấy chị hỏi em nói không có hàng, bây giờ mấy chị mua trộn sẵn thì có, trộn sẵn thì có hũ 150g, 200g hoặc mấy chị đặt ký thì có, chứ mà mấy chị mua lẻ bạch ngọc liên không em đâu có hết trơn rồi nè, bữa nay không còn hộp nào hết trơn á, hôm qua trộn hết trơn rồi, trộn hết trơn 3-4 hũ là hết luôn rồi. Bây giờ em đang đặt tiếp nữa thì bên kia nó chia được có 10 hộp thôi, mỗi lần nó chia được có 10 hộp thôi mấy chị, chia được 10 hộp mà giá em mua là 198.000 một hũ tiền ship nữa thì nó ra 200 mấy, rồi về em đâu có bán mấy chị được, trên thị trường người ta bán 180, 190, 200, không lẽ em bán mấy chị 200 mấy nó kỳ quá. Để em mua được số lượng nhiều thì em bán mấy chị 190, 200 gì đó thì được, một hũ em lời 10-20 ngàn thì được, chứ bây giờ em bán mắc quá nó kỳ lắm mấy chị thật sự, cho nên là không có xét vô combo. Chứ nói công thức độc quyền cái mấy chị thượng thiệt, giả bộ giỡn với mấy chị chơi á, giả bộ giỡn đăng đăng công thức độc quyền cho mấy chị nhảy vô mấy chị hỏi chơi mấy chị nhảy vô mấy chị hỏi chơi á, chọc mấy chị á, cho mấy chị hỏi chơi cho cái lượng tương tác của em nhiều lên, giống như là em là hay thằng thánh lắm gì đó giỡn á, giỡn với mấy chị thôi, giả bộ nói vậy đó cho mấy chị bu bu vô em nhiều nhiều xíu chứ bạch ngọc liên thì đâu có gì đâu, mấy chị chọn cốt thái thì mấy chị bỏ nó vô thôi chứ có cái gì đâu. Nhưng mà bản chất của nó lỏng nên là mấy chị hạn chế, là mấy chị sử dụng cái chất kem nào lỏng nhiều quá mình đừng có bỏ vô, bỏ nó không thì đừng có bỏ dưỡng vô đó. Khi mà chị em mua combo bạch ngọc liên thì em hướng dẫn cho, hướng dẫn khi mà có bạch ngọc liên á thì em hướng dẫn cho mấy chị chọn, chứ mấy chị đừng chọn tầm bậy đi nữa, em xét cái combo bạch ngọc liên cho mấy chị để mấy chị mua. Mà bây giờ bạch ngọc liên nó không có hàng, phải em có đặt hàng được á thì em cũng xét combo. Bây giờ xét combo cho mấy chị không có hàng sao bác, mấy chị vô hỏi combo bạch ngọc liên mua về tự chọn, có bạch ngọc liên đâu mà đưa mấy chị tự chọn. Bây giờ em đưa cái set combo cốt thái cho mấy chị xong rồi mấy chị về mấy chị lên Shopee mấy chị đặt cái này nè, trên Shopee nó có bán, nó có bán là có chỗ bán 190, 198, 200, có chỗ bán 250 đó, có chỗ bán 250 tại không có hàng cái nó phót cái giá lên, có chỗ bán 250, có chỗ bán 175 tùy nơi bán à mấy chị, cho nên là không có biết. Mà mấy chỗ bán rẻ không có hàng đâu, mấy chỗ bán rẻ nó hết trơn rồi, nó không còn. Em mua cái này là 198.000 hũ nè, em mới đặt 10 hũ hết rồi đó, em mới trộn cho mấy chị hết rồi. Bây giờ em đặt thêm 10 hũ nữa mà nó chưa có giao. Rồi bây giờ em xét vô combo cho mấy chị đi, mấy chị mua nhóc hết trơn rồi hàng đâu mà em giao cho mấy chị. Nghe gia bộ nói công thức bạch ngọc liên độc quyền chứ đâu có đâu, giỡn với mấy chị á, có độc quyền đâu có gì đâu. Cốt thái thì bỏ bạch ngọc liên vô nè, cái hũ không nè, có hàng đâu, hết trơn rồi nè. Nguyên cái gỗ bạch ngọc liên nó lấy cho mấy chị coi nè, đâu có giấu mấy chị đâu, dục hết mớ rồi đó, mấy cái vỏ hộp là dục hết mớ rồi nè. Hũ không nè, hũ không chọn cho mấy chị nè, đó hũ không nè, nè hũ không nè, nè hũ không nè, hũ không không đó nè, để cái hũ để dành chơi để quảng cáo thôi chứ hết trơn rồi nè, chọn hết trơn rồi, có hàng, chọn hết trơn rồi đó, hũ không không đó nè, hũ không không đó nè, cái gỗ nè dục hết mớ rồi đó, chừa mấy cái vỏ lại để chụp hình thôi chứ hết trơn hàng rồi. Bởi vì mấy chị không mua combo bạch ngọc liên có đâu mà mua. Bây giờ mấy chị muốn mấy chị mua combo cốt thái rồi mấy chị đặt kem bạch ngọc liên về đi, rồi em chỉ cho mấy chị chọn chứ không có gì hết trơn á, bình thường vậy thôi. Giá bộ nó độc quyền vậy đó, cho mấy bà bán kem mấy bà phái. Mà mấy bà bán kem trên mạng nha, em thấy bán dữ lắm luôn, bán hơn em rất là nhiều luôn. Mà nghe, cứ nhảy vô em, nghe bạch ngọc liên cái nhảy vô em xin công thức chỉ chị này kia. Giả bộ nói công thức độc quyền, chọc mấy bà chơi, chọc mấy bà cho, không cho công thức cái mấy bà giận mà cái tặng em ngợ lắm, em phái cái gì mà chọc cho người ta vậy đó, người ta ghét chọc cho người ta ghét chơi vậy đó mấy chị. Nó giỡn với chị vậy thôi nha, đừng có giận nha chị. Nói chứ công thức bạch ngọc liên nó đâu có gì đâu, cốt thái em mới chị bỏ bạch ngọc liên vô thôi, nó không có gì hết trơn á. Giả bộ giỡn chơi vậy, tại không có hàng, không có hàng giả bộ giỡn nói gì đó cho mấy chị khỏi xin công thức, chứ không gì hết trơn á. Khỏi xin công thức, giả bộ nói bạch ngọc liên công thức độc quyền, không có cho công thức cho mấy chị, đừng xin. Chứ mấy chị vô mấy chị xin công thức kêu bán có đâu mà bán,
kêu phối combo bán cho mấy chị đâu có đâu mà phối, ai cũng nhảy vô kêu em phối combo này hết trơn á, không có hàng. Mua lần được có mừ nè, hủ hè nó bị đứt hàng rồi, còn mấy chỗ khác có hàng. Giống như mấy chị em nhà mình mới biết bán, tập tành bán, người ta không có tiền á, thì em còn chỉ, còn hướng dẫn. Còn mấy chị có bán trên mạng đầy tràn lan, mấy chị hiểu quá trời công thức trộn rồi, mấy chị hỏi em chi. Đâu có thời gian đâu, mấy chị vô mấy chị hỏi em chi, tội nghiệp em mấy chị. Chị chỉ là em đi chứ hỏi em chi, chỉ là em thêm đi ha, chứ em cũng đâu có giỏi gì đâu, đâu có hay gì đâu, cũng bắt chước người ta vậy thôi, thấy người ta gì hay mình cũng lụm lặt mình em về thôi mấy chị, chứ không có gì chứ, không có gì hay chứ. Nhưng mà có một cái là mình xài lâu rồi, như ngày xưa giờ mình xài mười mấy 20 năm rồi thì mình có cái kinh nghiệm nhiều hơn những người ta chưa biết xài đó. Nói chung thật ra thì em cũng có hay giỏi gì đâu, em xài kem trộn năm nay nó là 12, 13, 14 năm gì rồi đó, thì nói chung là rút kết ra được rất là nhiều kinh nghiệm để chia sẻ cho mấy chị thôi, chứ không có gì hết trơn á. Em còn phải đi học hỏi người khác rất là nhiều đó, thấy cái gì ai hay thì mình học hỏi người ta thêm, nói chung mình học hoài vậy đó mấy chị. Cái gì hay thì mình về mình chia sẻ ra cho người khác, mấy chị cũng vậy luôn, cái gì hay thì mấy chị chỉ em, có nhiều con bé lên nó cũng chỉ em nè, nó chỉ em là kia thấy hay thì em bắt chước nó em làm vậy thôi mấy chị, đơn giản vậy thôi, cái nào hay thì mình bắt chước, mình chỉ lại người khác. Yeah, mấy chị ha. Rồi thì hôm nay em gửi tới mấy chị phân biệt cho mấy chị những cái gì cho tất cả những cái dòng kem trộn rồi ha, để mấy chị em hiểu hơn, để mình xài mình an tâm hơn, mình lựa mấy cái dòng nào chất lượng thì mình xài cho nó dễ. Rồi em xin kết thúc clip nha mấy chị nha. Chào tạm biệt mấy chị nha. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều đã theo dõi kênh của em. Thì mấy chị theo dõi kênh của em thì mấy chị nói chung là không có cái gì thiệt thòi cho mấy chị trơn, không có gì thiệt thòi, vừa vui nè, vừa có người để mình xem mình giải trí nè, rồi mình hiểu thêm về cái cách chăm sóc làm đẹp nè, hiểu về sản phẩm nè, mấy mốt mình tự phối tự mua, không có sợ bị lầm hàng, hoặc không có sợ xài tầm bậy tầm bạ hết mấy chị ha. Rồi cảm ơn mấy chị rất là nhiều, cảm ơn mấy chị đã theo dõi kênh của em rất là nhiều. Mấy chị nhớ hãy ủng hộ, like, share và subscribe cho em nha mấy chị nha, chia sẻ qua trang Facebook, chia sẻ từ lưa hột dưa lên cho em ha, thì để em có cái động lực để em sẽ quay những cái clip bổ ích hơn để gửi tới chị em nhà mình. Còn nếu mình thấy em nói không đúng thì mấy chị góp ý cho em nha. Tạm biệt mấy chị, cảm ơn mấy chị rất là nhiều, nói họ khan tiếng luôn, nói hết nổi rồi mấy chị, khan tiếng.